giờ các bạn lưu ý, mình muốn cài đặt được percussion như này, chúng ta bấm hai cái nốt này lên. Các bạn quan sát thấy hai cái nốt này. Đó. Thế bây giờ mình bấm lên. Ở đây là cái menu. Cái menu user, các cái user. Thì mình sẽ bấm sang cái này, sang bên phía phải bên này, tab sang qua bên này, page sang trang 2. Ở đây sẽ có những cái hiệu ứng. Như các bạn xem thấy đây là chúng ta thấy các cái hiệu ứng. Đó. Tùy theo mục đích của từng bài nhạc hoặc là từng cái câu các bạn cần làm thì chúng ta sẽ chọn các cái hiệu ứng ở đây và cài vào các cái phím mong muốn. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn là nốt la này, là ba xin bay. Các bạn để rất có nhiều cái hiệu ứng. Thì cái cách mà để cho các bạn cài đặt đó, thì các bạn khi các bạn bấm vô đây rồi thì các bạn chuyển sang đây này, các bạn chọn một cái tiếng phù hợp rồi mình sẽ nhấn giữ cái tiếng đó tương ứng với bàn phím ở đây. Thì mình ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái nốt đó là nốt mi, thì khi đó thì mình giữ phím này trước xong nó đã nhấn nốt mi đó. Các bạn lưu ý. Khi cài đặt xong rồi các bạn tương tự làm cả cái hiệu ứng khác. Ví dụ như rất là nhiều tiếng các bạn có thể áp dụng vào. Đối với ở tay bass thì mình là phần đệm, còn tay phải mình đi giai điệu cho nên mình không cài ở tay phải, mình chỉ một tiếng thôi. Còn ở tay trái chủ yếu là phần đệm, ví dụ hồi này là bài như vậy thì mình cài đặt ở đây là cái tiếng này là tiếng bass. Các bạn lưu ý cho mình ở đây mình cài đặt là tiếng bass, rồi đây là mình cho cái bộ gõ vào một chút cho sinh động. Thì ví dụ như ở đây các bạn chọn, có thể là chọn cái tiếng này. Ở đây mình chọn tiếng này. Đó, các bạn lưu ý, các bạn có thể tap lên tap xuống này. Chọn cái phù hợp cho mình. Đó. Rồi tiếp tục các bạn cũng cài như vậy. Khi nào chọn được cái tiếng ưng ý mà bạn muốn cài vô rồi thì các bạn cũng làm tương tự như trên. Ví dụ nhấn giữ này, rồi nhấn nốt la. Đó, nó sẽ được tiếng này. Ở đây mình sẽ chọn chuông gió. Còn khi nào các bạn muốn xóa thì các bạn ở đây dùng cái chữ clear này, các bạn xóa. Rồi khi cài xong thì các bạn cũng lưu ở đây. Mình sẽ nhấn chữ M và nhấn cái nốt cần lưu. Ở đây thì mình chọn cái số 9, ví dụ vậy. Thì các bạn có thể chọn tùy ý của mình. Và lưu ý với các bạn là chúng ta phải cấn chỉnh cái tiếng cho nó phù hợp. Ở đây thì mình cho cái tiếng của percussion đi là khoảng 50 thôi, 50%. Rồi tay bass cũng khoảng 70. Còn ở đây tiếng solo mình cho là maximum cao nhất. Các bạn lưu ý nhé.